Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm bánh thuẫn. Bánh thuẫn này mình làm ở Canada, thành ra mình dùng cái lò nướng ha. Mình không có cái khuôn giống như ở Việt Nam. Đây là nguyên liệu để mình làm bánh thuẫn nè. Rất là đơn giản. Đây là loại bột mình dùng nè, bột nổi nè, bột gạo, bột năng với bột mì đa dụng. Trước hết đó là mình bỏ bột mì vào trong tô, rồi mình múc một nửa muỗng canh bột nổi mình bỏ vào, rồi mình lấy mình cân bột năng á, mình cũng chế vào trong tô luôn, rồi bột gạo mình cũng cân, xong rồi mình chế chung các nguyên liệu khô, mình trộn chung lại với nhau đó, xong rồi mình trộn mình để qua một bên. Trứng mình để nhiệt độ phòng, mình bỏ vào trong cối đó. Rồi mình dùng cái loại lồng đánh trứng nè, mình gắn vào trong máy. Mình bật máy lên ở tốc độ cao đó, mình đánh cho trứng nó bung lên. Đó, mình đánh cái này khoảng chừng 2-3 phút gì đó thì trứng nó sẽ bung lên. Rồi bắt đầu mình mới bỏ đường vào đó, mình giảm tốc độ xuống khoảng chừng medium á, là trung bình đó, cái tốc độ trung bình đó mình để mình chế từ từ đường vào, cho máy nó đánh từ từ thì cho nó đường nó từ từ nó tan đó. Đó, mình chế hết đường rồi mình cho máy nó đánh thêm khoảng chừng 1 phút nữa. Rồi lúc mà bột nó chuyển qua màu trắng, màu vàng nhạt đó, thì mình cho khoảng 2 muỗng canh dầu ăn vào, một muỗng cà phê nước vani đó, cho bánh nó thơm. Rồi mình dùng màu vàng á, loại màu vàng này mình để mình làm bánh sinh nhật đó. Đó, mình cho khoảng chừng 2 hoặc là 3 giọt vào trong trứng luôn. Đó, mình đánh sau đó rồi mình cho bột vào. Đó, mình để cho máy nó tiếp tục đánh. Mình cho từ từ bột vào, cho đến hết, cho nó kia hết bột luôn. Đó, quậy đều. Sau rồi mình lấy bột ra, mình dùng cái muỗng đó mình chuyển cái bột qua một cái tô khác. Cái bột lúc này nó có cái độ loãng, độ không có đặc mấy. Đó, thì mình múc hết bột qua vào qua cái tô khác, rồi mình dùng cái bao ni lông á, mình bao nó lại, rồi mình bỏ vào trong tủ lạnh á, ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Cái bột này mình để vào tủ lạnh được 2 ngày. Đó, sau khi mà mình bỏ bột vào tủ lạnh, mình lấy ra nè. Đó, các bạn thấy không đó, cái bột nó chuyển qua cái màu đậm hơn mà nó đặc hơn. Đó, mình dùng mình không có cái khuôn làm bánh thuẫn, thành ra mình dùng cái khuôn làm bánh da lợn đó, mình thoa dầu xung quanh cái khuôn, rồi mình dùng bột đó mình rắc lên trên, rồi mình tráng hết xung quanh cái khuôn để sau này lúc mà mình lấy bánh ra nó không có dính đó, không có dính vào trong bánh đó. Cái này là khuôn mình làm bột, mình tráng bột xong rồi nè. Bây giờ mình dùng muỗng mình múc bột vào trong khuôn ha. Cái bột nó tại mình bỏ vào trong tủ lạnh đó, thành ra nó có cái độ nó hơi đặc lại. Đó, mình múc hết tất cả bột vào trong cái khuôn. Trong khi mà mình đánh bột quá thì mình bật lò lên là 425 độ F. Cái lửa rất là quan trọng nha. Đó, mình nướng, mình bỏ vào trong lò mình nướng 425 độ F cho 6 phút. Sau đó mình không mở lò, mình giảm xuống 350 độ F cho 8 phút nữa.
thì sau khi bánh nó chín vàng, mình lấy ra nó như vậy nè. Đó, cho bánh nó nguội chút xíu thì mình dùng cái dao nhỏ mình đẩy xung quanh cái vành đó là mình cái bánh nó sẽ bung ra, hoặc là mình bóp nhẹ xung quanh cái khuôn đó thì bánh nó sẽ bung ra. Đó. Rồi mình để vào trong cái rack hết cho nó nguội. Đó, bánh này là sau khi là mình làm xong nè, mình bỏ vào dĩa cho các bạn thấy nè. Bánh nó có cái độ giòn ở bên ngoài mà nó xốp ở bên trong. À, đó, các bạn thấy không? À, cái đó là mình làm bánh ở Canada, mình không có cái khuôn. Đó, mình bể ra cho các bạn xem nè. Bánh ở bên trong cũng xốp lắm. Ăn nó giòn giòn ở bên ngoài, lúc mình cắn nó có cái độ giòn ở bên ngoài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Xin hẹn gặp lại những video sau. Bye!